Esai đoạn 34 Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe. Hỡi các dân, hãy để ý. Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sinh ra đó, hãy đều nghe. Vì Đức Diêu Va nổi giận nghịch cùng mọi nước. Cơn thạnh nộ Ngài, nghịch cùng cả đạo binh họ. Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết. Cái bị giết trong chúng nó phải sẽ phải ném bỏ thay chết bay mùi hôi các núi đầm đìa những máu cả cơ binh trên trời sẽ tan tác các từng trời cuốn lại như cuốn sách cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng và lá vả khô rơi xuống vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời này nó sẽ xuống trên Edom và trên dân mà ta đã rủa xả để làm sự đoán xét gươm của Đức Giê-hô-va đầy những máu váy những mỡ là máu của chiên con và dê đực, mở trái cật của chiên đực. Vì có sự tế tự Đức Diêu Va ở Bốt Ra và có sự đánh giết lớn ở đất E-đôm. Những bò rừng, bò và bò đực đều ngã xuống. Đất chúng nó sai vì máu và bụi chúng nó đượm nhuần vì mỡ. Vì Đức Diêu Va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cỡ si-ô. Các khe suối E-đôm sẽ biến thành nhựa thông bụi đất nó biến thành lưu hoàng đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy ngày đêm chẳng tắt hằng bay lên những luồng khói đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia đời đời sẽ chẳng có người đi qua bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy đó chim cú chim quạ sẽ ở đó chúa sẽ dán trên đó cái dây lộn lạo và thước than bằng trống không chúng nó sẽ gọi các kẻ sang trọng đến ngôi nước mà không có ai. Hết thải các quan trưởng nó đều ra hư không. Gai góc sẽ mọc lên trong lâu đài. Trà chôm cỏ rác mọc lên trong đồn lũy. Ấy sẽ là hang của chó đồng mà chỗ nghỉ của chim đà. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó. Dê đực kêu nhau. Yêu quái ban đêm loán làm chỗ ở và làm nơi nương náo yên ổn rắn roi sẽ làm ổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng mình. Sau nữa, những kênh kênh cùng nhau nhóm tại đó, trống và mái thành đôi. Hãy tìm trong sách Đức giê va và đọc lấy. Trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức giê va đã truyền và thần này đã nhóm chúng nó lại chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó và tay Ngài dùng dây chia đất này cho. Những thú vật ấy sẽ được đất này làm kỹ vật luôn. Và ở đó, từ đời nọ qua đời kia.